Ai nghe lời anh thì sẽ có tất cả. Bằng không thì sẽ như một chiến lợi phẩm trong bộ sưu tập tình ái của anh thôi. Ê, tránh ra coi. Mày dám lớn tí ra vậy? Mày nghĩ mày vẫn còn quyền lực như xưa hả? Hả? Chỗ này là nơi làm việc của anh, không phải chỗ để tới tán gái. Thế tôi hỏi anh, chỗ sinh viên làm việc thì giảng viên nhanh tới đây làm gì? Em làm em phải tập trung công việc chứ, lúc nào cũng buồn rầu vậy, khách nhìn vô rồi sao? Chỉ cần nói anh tiếng, anh nhận vô làm luôn, không có cần thử việc gì hết.